Chào mọi người, đây là con AB213 ha. Xe này thì khách ở nhà mua bình thay vào cái cũng khoảng hai cái rồi, để khoảng một đêm là đêm hoặc hai đêm gì đó là nó cứ hết bình vòi ha mọi người ha. Đó thì đem lại mình kiểm tra, thì mình test cho anh em xem, là tại sao nó bị ha. Rồi thì thứ nhất thử từng khâu anh em ha, mình mở cọc nào cũng được, dương mát cũng được, mày mở cọc mát ha, bật than đo là 20V ha, một chiều. Rồi một que vào đây, rồi thì anh em thấy là giờ nó đang là không có bật chìa khóa nha, không có von nào. Rồi bây giờ mình sẽ ghim cái đồng hồ này vào, chờ xíu nha. Rồi mọi người chờ xem, họ nó sẽ lên 9V luôn nè. Cái này nó trừ là do hai que mình lộn qua thôi nha anh em. Rồi mọi người xem từ từ sẽ lên 9V ha. Đúng không ạ? Đây bây giờ mình sẽ giật cái đồng hồ ra. Rồi mọi người xem ha, từ từ nó sẽ về 0V. Cái đó là một cách thử ha. Rồi cách thử thứ hai. Rồi cách thử thứ hai anh em ha. Đây mình có một cái bóng led. Một chân mình đưa vào cái chỗ này ha. Rồi một chân mình sẽ đưa vào đây. Khi giật cái đồng hồ ra đèn nó sẽ không có sáng. Ha, giật đồng hồ đèn không sáng. Anh em thấy mình ghim cái đồng hồ vào. Anh em thấy mình sẽ ghim cái đồng hồ vào đây. Anh em nhìn nè. Rồi mình dịnh sẵn ở đây, mình ghim đồng hồ vào cho anh em xem nè. Anh em thấy không? Rồi mình giật ra không sáng ha. Rồi để mình dịnh sẵn ở đây đi. Dịnh sẵn đây. Đây anh em thấy mình ghim vô nè. Đó, mình giật ra nè, ghim vô nè, sáng nè, giật ra tắt nè. Đó. Thì nhìn lên trên đây, đồng thời đang không vol. Nè, đang không vol ha. Mình anh em thấy mình ghim cái đồng hồ vô lên 9V đèn sáng nè. Lên từ từ lên 9V ha. Cứ mình ghim vô là nó thằng này nó sẽ sáng và thằng đó nó sẽ lên lên điện nha anh em. Đó giờ nó đang 0V, giờ cho nó hồi nó tụ xuống 0V ha. Đó ghim vô, giật ra 0V, ghim vô anh em thấy không ạ? Rồi giờ mình thử lại cái bóng đèn thêm cái nữa ha anh em ha. Rồi khi đèn không có bật chìa khóa nha anh em, không có bật chìa khóa nha. Đèn đang không sáng. Bây giờ mình chỉ cần ghim cái này vào thì cái đèn nó sẽ sáng nè. Mình lấy ra mình ghim vào anh em xem. Thấy chưa? Đó, giật ra này hết sáng. Trong khi đó đồng hồ là hoạt động bình thường nha anh em, để mình ghim này vô cái đã. Rồi, đèn sáng nè. Rồi bây giờ mình giật này ra, mình sẽ bỏ cái này vào cho anh em xem. Đồng hồ hoạt động bình thường anh em ha. Sáng là cứ nghĩ nó mấy cục tìm xe. Thì thấy nó tìm ra thì cũng không bị ha. Tìm mà cũng không bị. Cứ mở cái mặt nạ ra ra. Coi nó có bị gò chỗ nào cũng không bị. Anh em xem ha, đồng hồ vẫn lên bình thường. Để cái xe này bị gò điện là do cái ban bị đồng hồ nha anh em. Đó thì để một hồi sẽ mở ra thử coi coi nó đang bị cái gì ở trong cái đồng hồ này. Rồi, ok anh em ha, đồng hồ vẫn hoạt động bình thường nha anh em. Rồi chào anh em ha.